Chúng ta sẽ có đây, đó chính là chiếc cạc 3080Ti. Nói thay tặng rồi. Ôi ôi, khách đòi thay tả nữa. Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay thì có một anh khách đến từ Time City. Anh ấy đến với Hacom cho mình và mua một bộ máy với mức giá là tiệm cận với cả 100 triệu. Trong cái bộ máy 100 triệu này thì đúng là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có CPU i9-12900K này. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một chiếc motherboard Z690F đến từ Asus. Và một chiếc cảm hình 3080Ti cũng đến từ Asus luôn. Ủa dồi ôi, phải công nhận là đúng là một cái bộ máy cực kỳ là tuyệt vời. Và anh ấy còn đem đến một cái vỏ cây mà mình thực sự là mình còn chưa biết cơ. Đây còn là một ẩn số, một biến số trong cái gọi là bộ build của mình cơ. Vậy cùng thử xem nhá. Ui dồi ôi, vỏ cây Inwin 315 anh em ạ. Quá là tuyệt vời. Thế bây giờ cùng mình bắt đầu build bộ máy này nhá. Ui thì công nhận là cái vỏ này cũng đẹp thật đấy, nhưng mà bây giờ thì lắp máy tính nó phải có thứ tự đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cất hết đồ đi nhá. Để lại mấy đồ mình cần đã. CPU này, main này, ok. Đấy, quạt kia các thứ mình cất hết đi. Đây là chiếc mainboard của chúng ta này. Chúng ta sẽ có một chiếc ROG Strix Z690F. Đây là phiên bản gaming wifi. Thì chiếc mainboard này có mức giá là tiệm cận với cả 10 triệu. Thì nó là một chiếc mainboard cũng gọi là cận cao cấp. Tại sao mình lại nói là cận cao cấp? Tại vì cái lượng VRM của nó, cái gọi là thiết kế của nó cũng không đến mức top như là những chiếc Z690E đó. Chiếc F này là một lựa chọn rất là hợp lý với những ai mà muốn có những tính năng gọi là những tính năng khá là màu mè nhưng mà không hề muốn chi quá là nhiều tiền như những chiếc như là Z690E hoặc là cao cấp hơn. Đấy, bây giờ mình cùng mở ra nhá. Đây rồi, chiếc mainboard của chúng ta rất là đẹp đẽ và vô cùng hoành tráng. Ây da, đây. Đây, anh em nhìn này, trông hoành tráng không? Thì với một chiếc mainboard như thế này đúng không? Nó, mình cũng công nhận đánh giá rằng là Asus năm nay thế hệ thứ 12 làm rất là tốt. Mainboard họ đều có những tính năng rất là hay ho. Đầu tiên là sẽ có hai cái chân kết nối này cho cả 1700, chân tản nhiệt nhé, cho cả 1700 lẫn cả 1200 này. Tiếp theo nữa sẽ là có cái mở PCIe này nữa để giúp cho anh em có thể mở cạc mà không cần phải tốn bất kỳ công thức gì cả. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở cái chip này. Đây là i9-12900K anh em nhé. Ui giời, 2900K ở đây thì quá là cháy luôn. Đây là một con chip thực sự bây giờ mình vẫn đánh giá là một con chip rất là tốt, rất là tuyệt vời, cực kỳ là đáng mua. Đặc biệt là với một thế hệ 12 như thế này. Đấy, CPU chúng ta đây rồi, 12900K. Không phải là KS, tại vì KS thì nó cũng mạnh đấy, công nhận là nó cũng mạnh đấy, chúa tể đấy. Nhưng mà thực sự thì với mức giá 20 triệu của nó thì nó không đáng cho lắm. Thực sự thì cái việc lắp chip của Intel nó cũng khá là đơn giản thôi. Cái họ đều có các nấc, các tam giác, các chỗ hết rồi. Nên là mình có thể cho vào khá là dễ dàng. Đấy, thế là xong rồi. Thẳng thắn này, các khe khủng các kiểu đã xong hết rồi này. Bây giờ thì mình chỉ cần nấc này lên, đấy, thế là ra. Xong chuyến, đơn giản. Bây giờ thì là RAM, tiếp tục là RAM. Chúng ta sẽ có đây là một kit của Corsair là DDR5 này, 32GB tức là 16x2 này. Và nó sẽ có là, đây là bus là 5600 với capacity là 36, C36. Thì bây giờ mình mở ra, mình lắp vào trong main này nhá. Những cái dòng main của DDR5 bây giờ ấy thì mình có một thế bất cập, đó chính là tuy là nó tốc độ cao thật đấy nhưng mà cái capacity của nó vẫn đang ở một cái mức khá là lớn. Ví dụ thay vì là CL16 thì bây giờ là CL36, CL40 cái thứ kiểu. Còn một điểm nữa đó chính là cái sự thiếu tương thích giữa các loại main và các loại RAM. Nhiều loại main đã không có thể gắn được những loại RAM khác nhau. Điều đó khiến cho cái việc là anh em sẽ phải rất là cẩn trọng khi mà lựa chọn các thanh RAM như thế này. Và cái việc mà DDR5 thì cái khe nó gần hơn, cho nên là việc lắp RAM nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Và anh em phải căn ngắm các thứ kiểu. Ok, bây giờ thì xong RAM, xong CPU rồi. Bắt đầu sẽ tiếp tục là ổ cứng. Ổ cứng đâu nhỉ? Ê, ổ cứng đâu rồi? Ủa ôi, khách chưa đem đến á? Anh em ạ, ôi rồi, khách chưa đem đến ổ cứng cho chúng mình lắp. Thế nên là bây giờ mình sẽ tạm thời là tháo cái khe ổ cứng ra trước và chúng mình sẽ lắp nó sau nhá. Bây giờ tháo là tạm trước đó. Thì nó lắp cái thứ kiểu khách đến ổ đem đến thì mình sẽ lắp vào sau. Chứ không thì không thể để chờ đợi được. Ok, vậy là đã xong về phần, tất cả về phần main rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang tản nhiệt nhá. Chiếc tản nhiệt của chúng ta ở đây, đó chính là chiếc Z73 Kraken. Đấy, đây là một chiếc tản nhiệt cũng khá là khủng bố và rất là đẹp của NZXT. Đây là một chiếc tản nhiệt có LCD đằng trước em nhá, thế nên là nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cái chiếc Z73 này của NZXT chưa phải là một phiên bản nâng cấp. Và nếu mà anh em muốn lắp vào trên một chiếc main mà có hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ 1700 thì sẽ bắt buộc là phải mua một cái kit ở bên ngoài. Tức là cái kit nâng cấp của NZXT để giúp anh em có thể gắn vào những cái socket như thế. Còn với chiếc mainboard này thì mình đã nói rồi là nó sẽ có 1200 sẵn và bây giờ mình đang gắn những cái gông của 1200 vào. Thế nên là không hề gặp vấn đề gì cả. Ok, gắn dây gắn dợ thì đã xong rồi.
thì cái sống dây này sẽ có này, ví dụ như cái này sẽ gắn vào main này để lấy tốc độ này. Thứ hai cái này nó sẽ là gắn vào ba cái quạt này chẳng hạn như thế này. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có USB 2.0 để cho điều khiển cái tấm nền LCD trên này. Sẽ có cổng nguồn SATA nữa, tất nhiên rồi, một cái màn hình như thế mà không có cổng nguồn thì hơi bị lạ đấy. Và cùng thì cái cổng này là để dành cho việc là anh em gắn vào một cái hub của NZXT, nhưng mà rất tiếc là anh khách của chúng ta lại hôm nay là không có hub, thế nên là đành phải thế thôi, đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ thì lấy vỏ cây lên và lắp vào vỏ cây nhá. Cái vỏ cây đang thế. Đây là cái vỏ cây là đây là vỏ cây Inwin 315. Đây là một chiếc vỏ cây cũng khá là hay ho và tương đối là rộng rãi. Cái vỏ cây này thì nó sẽ có cái thiết kế nó gọi là lạ kỳ hơn một chút so với cả những chiếc vỏ cây bình thường. Đây để mình mở ra cho anh em nhá. Khá là tiện lợi này, bấm phát là cái tấm front panel nó mở ra luôn. Hợp lý. Thì cái này anh em đã từng thấy mình lắp cái vỏ cây như này, anh em đã từng thấy chúng mình lắp ở trên livestream rồi, là nó sẽ có cái tản main nó sẽ nằm ở đây, nguồn nó sẽ nằm ở sau và cái khối tản nhiệt nó sẽ nằm trên này. Đấy, phát dùng cái kiểu nằm hết trên này. Nên là trông rất là đẹp và khá là lạ kỳ. Hơi tiếc một chút là cái tản này nó lại không phải là tản RGB. Quạt mà RGB nữa thì khu vực này thì very nice luôn. Thì cái này nó khác với cả cái phiên bản Gaming Edition của chúng mình ấy. Đó chính là cái đằng trước này, nó sẽ không phải là một cái tấm nguyên nữa, mà nó là một cái tấm có nửa kính, nửa cái sắt đây, là sẽ giúp cho anh em nhìn từ đằng trước thể nhìn thẳng vào trong cái vỏ cây, nhìn thẳng vào trong main, nhìn thẳng vào trong bất kỳ cái thiết bị, những cái dụng cụ nào, những cái Vega, những cái main nào nằm ở trong này. Bây giờ thì mình hãy lắp cái main vào nhá. Ok, thế thì anh khách của chúng ta đã vừa đến và đã đem cho mình là hai ổ cứng. Thì anh sẽ có một ổ là ổ SSD 2.5 và một ổ là ổ HDD, cái này là chứa dữ liệu. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào trong cái này trước để có thể đi dây cái thứ kiểu dễ dàng hơn nhá. Lâu lắm rồi mới được gắn HDD với cả SSD ấy. Đấy, thế thì bây giờ em sẽ tháo này ra nhá, xong rồi em sẽ ok, rồi để em xử lý cho. Cái này mà em có cái dây buộc xong rồi em thấy anh thấy bỏ trên mạng nó hay kiểu nó buộc vào nhau này. À dây cái dây thít, à cái dây đây để em lấy ra luôn cho anh xem là nó có đẹp không, nó có ok không. Xong này nó sẽ có đấy, dây của Asus luôn thì phải. Bắt đầu rồi nhỉ? Ôi cái Asus dòng F không có rồi. Asus dòng F lại không có, có mỗi cái con em mới có rồi. Cái rát này nó to quá so với cả cái kích cỡ bình thường, ví dụ chẳng hạn như là để úp lên hoặc là để ngang này thì nó sẽ rất là dễ đi dây. Đấy, nhưng mà tại vì nó đây để như thế này nên là đi dây nó bị vòng, nó bị vòng là hơi khó một tí. Thì bây giờ em sẽ cố gắng xử lý xem như thế nào. Nói chung là bây giờ thì em sẽ cứ SSD trước này, xong rồi em sẽ nối hết tất cả các dây này. Bây giờ em chỉ cần có thêm cái quạt, ba quạt em gắn vào đây phát, xong em gắn cạc vào và gắn nguồn vào thế là xong. Bây giờ chỉ mất thêm khoảng tầm chắc nửa tiếng một tiếng nữa thôi là xong. Vì là có khá là nhiều vấn đề với cái quạt NZXT này. Cái NZXT này thì nó sẽ có yêu cầu phải hấp khủng các kiểu. Cho nên là bây giờ mình sẽ lắp nguồn trước và lắp cạc trước để xem nó như nào nhá. Và cái quạt thì mình sẽ lắp sau. Tuy nhiên là sẽ hơi là khó về cái quy trình một chút, nó sẽ bị lệch về quy trình một chút, nhưng mà không vấn đề gì cả, mình cũng sẽ lắp được. Và chúng ta sẽ có ở đây đó chính là streamer. Thì bây giờ mình sẽ lắp nguồn và sẽ lắp dây streamer vào nhá. Nguồn chúng ta sẽ có đó chính là nguồn FNP 1000W. Oh yeah. FPP 1000W này, Hydro PTM. FPP thì anh em đã biết cái chất lượng của nó rồi, nó là một cái nguồn rất là tốt và nó sẽ có chuẩn. Đây, tôi xem nào. Chuẩn gì đây? Không thấy chuẩn nó nhỉ. À, 80. 80 cộng Platinum, 80 plus Platinum. Đấy, tức là rất là xịn sò và đảm bảo là sẽ cân được công bộ máy này cực kỳ thoải mái luôn. Đây, chúng ta sẽ cần đó cái main này cao cấp cho nên là cần 2 dây 8 pin của CPU. Tiếp theo nữa là một con cạc màn hình này thì sẽ có là 3 đầu 8 pin, cho nên là mình sẽ cần 3 cái dây nữa. Và sẽ còn có, mình sẽ lấy ra khoảng tầm 2 dây SATA, tại vì sẽ có HDD này, SSD này và có cả cái hub của cái này nữa. Thế nên là mình rất là cần. Ok, bây giờ thì lựa chọn các loại dây và triển khai thôi nào. My way, 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 my way,
Ok, bởi đoạn cuối cùng đó chính là chiếc cặp màn hình. Chúng ta sẽ có đây đó chính là chiếc cạc 3080Ti. Và chiếc cạc này thì mình sẽ cần phải mở nó ra. Mà mình đã không có dao. Dao đâu nhỉ. Ok. Không cần phải dao. Không. Khách đòi thay tả rồi. Khách đòi thay tả nữa. The next morning. Ok. Cái bộ máy này thì thực sự là cũng mất hơi bị nhiều thời gian đấy. Tính đến từ điểm lúc mình bắt đầu lắp đến bây giờ là cũng mất 1.5 ngày rồi. Đa số thời gian là chỉ để là chờ đợi kiểu hàng đến, đồ đến để mình lắp thôi. Thì như anh em biết đấy thì anh khách của chúng ta đã thay đổi sang đó chính là từ chiếc Kraken Z73 sang chiếc là X73 để có thêm có đèn RGB ở cái quạt AO của mình. Nên là bây giờ mình vào kho, mình lấy sản phẩm đấy và mình lên lắp lại, tháo hết tất cả thời gian lắp lại nhá. Ok, thì mình vừa tháo cái nguồn ra rồi. Và mình cũng đã gỡ đó chính là chiếc Z73 phiên bản không RGB ra và đang gắn vào cái chiếc Z73 phiên bản RGB vào đây. Thì cái chiếc Z73 này thì sẽ được gọi là hoàn thiện cái quá trình đổi trả của chúng mình để có thể tạo ra cái trải nghiệm gọi là mua hàng thoải mái nhất cho anh khách và không hề bị phải tốn quá là nhiều tiền, không phải bán lại cho người khác và mua cái mới. Thì đấy là cái chiếc của chúng mình. Còn bây giờ thì hãy cùng mình lắp cái đoạn RGB này vào nhá. Tại sao lại anh khách của chúng ta lại chọn chiếc Z73 RGB? Tại vì nó sẽ có ba cái, thay vì là cái ba cái quạt bình thường thì nó sẽ có ba quạt RGB như này. Và cái việc mà sử dụng một cái quạt như này đúng không thì nó cũng khá là hay. Tại vì là anh em có thể thấy đấy, cái thiết kế của nó ZT cũng khá là thông minh. Nó sẽ không phải là nối từng mỗi cái này, sẽ có một dây fan này và một dây RGB này. Nó sẽ là nối từ đây, xong lại nối RGB sang đây, xong lại nối sang đây. Thế là không cần quá là nhiều dây như những chiếc quạt bình thường, những chiếc quạt ARGB bình thường. Và cái việc mà sử dụng như này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mà đặc biệt nữa là chúng mình đã có cái hub rồi. Thế nên là không hề gặp một chút vấn đề gì cả. Lắp rất là dễ dàng và đơn giản. Về cái tại sao anh em lại hỏi là tại sao mà bạn lại để cho cái quạt nó nhìn trông như này? Tại sao lại cái quạt nó thiếu phin, nó phi hợp lý như này? Sao để cái quạt nó dở hơi như này? Thì tại vì đây là anh khách đang rất là muốn có một cái vỏ cây. Anh khách không quan trọng gì cả. Anh không hề quan trọng về bất kỳ vấn đề gì hết. Hiệu năng to ok, cấu hình to ok, nhưng mà anh ấy cần là thật là đẹp, phải thật là đẹp. Và anh ấy muốn là bắt buộc là phải để cho những cái quạt này phía bên trên thì nó mới có thể đẹp đẽ được như thế này. Anh nhìn thấy hết RGB được. Tại vì chiếc quạt này chỉ có một chiều RGB thôi, nó không hai chiều. Mà bây giờ úp mấy cái quạt kia xuống ấy thì không hề nhìn thấy gì cả. Thế là anh ấy bắt bằng được là bây giờ phải úp này lên, ngửa này lên thì nó mới đẹp như này. Cái này thì sẽ nó có một cái thứ xuất hiện, đó chính là cái áp lực âm của không khí. Và điều đấy sẽ giúp cho không khí đấy chui vào từ bất kỳ các lỗ nào của chiếc vỏ cây này. Và hy vọng rằng là nó có thể tản nhiệt tốt như thế. Tại vì có rất nhiều các khe ở đây này, các lỗ hổng ở khu vực trên dưới này, hông hủng các kiểu này. Thì mình sẽ tháo cái này ra nữa để cho nó còn thoáng hơn nữa. Thì đấy là cái cách để cho giúp cho cái bộ máy có thể tản nhiệt tốt hơn. Nhưng mà nếu mà về chính xác đúng không, về hợp lý nhất nhá, thì mình sẽ khuyên là anh em úp cái này xuống này, mua các khác úp cái này xuống và úp cái này ra, úp ra sau để có thể đẩy ráo vào trong này để cho ra thêm không khí, nó sẽ lên đây và nó hút vào đây, nó đi ra ngoài đó. Đấy là hợp lý hơn rất là nhiều. Còn đây là mình đang chiều gọi là theo ý của khách để đảm bảo ra là có một bộ máy tuyệt vời nhất, đẹp nhất trong mắt của những khách chúng ta. Ok, dây dợ nó được đi lại, mình còn tháo ra đi lại hết ở đằng sau rồi. Và bây giờ nó rất là đẹp và cực kỳ là gọn luôn. Thì bây giờ sẽ là công đoạn cuối cùng của chiếc máy này, đó chính là lắp cái cảm ảnh vào. Mình đợi mãi, mình đợi lâu lắm rồi, mình đợi từ 12 giờ trưa hôm qua rồi. Cuối cùng thì bây giờ mới được mở chiếc cảm ảnh ra và lắp vào nhá. Cạc mới. Thơm mùi cạc. Tuyệt quá, đẹp quá. Đây là chiếc cảm ảnh. Tại sao lại là mua ba Rockstrick? Tại vì nó được đánh giá là những chiếc cặp mình, một trong những chiếc cặp mình tốt nhất trong tất cả những chiếc dòng 30 này. Tại vì họ sẽ có này, đầu tiên này là một cái đèn RGB cực kỳ là đẹp nhá. Thứ hai là hệ thống tản nhiệt cực kỳ là khủng bố và cực kỳ là tuyệt vời nhá. Thứ ba là bộ VRM cũng vô cùng là chất lượng luôn. Điều đó khiến cho nó thành cặp top 1 trong thời điểm hiện tại. Không biết dòng 40 thì Asus còn đứng đầu không, nhưng mà theo như mình biết, cái ví dụ như với dòng là dòng của 10 với cả 20 ấy thì mới đi có vẻ là thăng tiến hơn, mới đi có vẻ có sự sức thế gọi là thế mạnh hơn so với cả là Asus. Nhưng mà năm nay thì mình cảm thấy rằng là Asus làm rất là tốt, làm rất tuyệt vời. Sau khi mà mình cắm dây nguồn thì mình đã có thấy tín hiệu sống của chiếc mainboard rồi. Nó đang có khu vực RGB ở trên chỗ VRM đây. Bây giờ mình bật nhá.
Ui choa trời má ơi, đẹp ơi là đẹp, đẹp vô cùng luôn đấy. Đây những quạt RGB màu trắng đây. Và cái đèn này của mình cũng đã chỉnh nó về màu trắng rồi. Nhìn trông cực kỳ là sáng và cực kỳ là đẹp luôn. Wow. Nhưng mà cộng thêm vào cái màu của cái tấm panel này nữa, cái này nó sẽ hơi hơi đen đen một tí, nó sẽ giảm cái độ sáng đi, khiến cho cái màu sắc này không bị quá là chói. Và mình phải công nhận là đẹp vô cùng. Rồi thì bây giờ mình sẽ, đó chính là thực hiện những tác vụ cuối cùng là xé nốt. Ví dụ mình mở ra, mình xé nốt mấy cái này ra này. Và mình sẽ cố gắng nhanh chóng nhất có thể để hoàn thiện bộ máy, đóng gói và ship đến khách của chúng ta. Và hy vọng rằng anh em cũng có thể thấy được rằng là cái bộ máy này đẹp tuyệt vời. Bộ máy này đúng là chúa tể của những bộ máy đâu. Tuy là một máy tiệm cận 100 triệu nhưng mà đây là một bộ máy cực kỳ là khủng bố luôn. Đó, 92 triệu có i9-2900K này, có 3080Ti này, có tản nhiệt 360 này, có quạt kiếp kiểu nó JT này, main Z690 này, cực kỳ dị xó luôn. Và hy vọng anh em cảm thấy video này rất là hay và vô cùng là đẹp đẽ. Và chúc anh em một ngày tốt lành. Anh em hãy subscribe và like. Và hẹn gặp anh em tại một video khác nhé. 'Cause I found my way.